làm cho họ phát triển cái tài năng, cái đam mê, cái khát khao của họ, làm cho họ lớn lên, làm cho họ trở nên con người tuyệt vời hơn, làm cho họ lớn lên. Họ đi theo các anh chị vì điều gì? Họ đi theo các anh chị vì điều gì? Họ đồng hành cùng với các anh chị vì điều gì? Lãnh đạo phải trả lời. Đừng có ép, mà hãy để họ muốn làm. Họ muốn làm. Để cho họ muốn làm. Ok không? Bốn từ chữ. Đừng bao giờ nói tôi tiếp tục trong khi thầy Vin đang rèo rã như vậy. Hãy hỏi họ muốn tiếp tục thực sự được không? Hãy cho tôi thấy tinh thần của các anh chị. Và nếu không, đến tối chưa xong 10 vòng thi đâu. Và không phải là 600 cái, mà là vài ngàn cái in đất. Phải để cho họ muốn làm. Họ tự ý thức mà làm. Được không ạ? Và tất cả ta ở đây cũng thế. Cho dù các chị mới vào, cho dù các chị đang ở cấp bậc nào cũng nữa, phải tự hỏi mình tại sao mình muốn làm.